Hello, xin chào cô chú anh chị. Hôm nay Vũ giới thiệu cho cô chú anh chị một cái khu dân cư rất là văn minh, rất là hiện hữu luôn. Đó, đối diện mình là những cái căn nhà một trệt hai lầu, hàng xóm rất là dễ thương và rất văn hóa nha. Đó, thì ở đây thì căn nhà của mình là một căn nhà đối diện với diện tích ngang 5m, dài 25m, gần chợ Bình Chánh nha cô chú anh chị. Đó, và đây, đây chính là cái mẫu nhà của mình đây, một cái mẫu nhà tăng cổ điển nha. Đây, mẫu nhà của mình tăng cổ điển và được làm cái nền cao hơn so với phần đường, tại vì cái nền, cái đường này anh chị thì nữa sẽ đổ lại nha, đổ một là nhựa, hai là bê tông nha cô chú anh chị, và rất là gần với lại là trục đường Đinh Đức Thiện luôn, từ đây ra Đinh Đức Thiện chỉ vài trăm mét thôi anh chị, rất là gần ha. Đây đó, nhà cửa thì san sát với nhau như cô chú anh chị thấy rồi ha, và đường là đường thông luôn nha anh chị. Khu dân cư thì hiện hữu đối diện hai bên, và nền của mình đã làm cao hơn so với khoảng xăng khoảng đường đó anh chị, thì đã là 6-7 tấc 7-8 tấc rồi đó, rất là cao luôn. Để nữa mình nâng đường lên thì mình không có bị thấp nha, như những nhà cô chú đối diện nè cũng vậy luôn đó. Đó rồi, đây mẫu nhà của mình thì mẫu nhà tăng cổ điển, và những mẫu nhà này bán rất là chạy luôn nha anh chị, bán rất là chạy trong thời gian vừa qua. Đây, và ở đây thì được phía ngoài này thì mình ốp lát gạch vỉa hè chống trơn trượt cho mình, hệ cổng thì được cắt CNC nè, và xăng nhà mình thì được làm xăng ô tô nha, xăng đậu ô tô 4 chỗ 7 chỗ đều được luôn, và cái bức tường thì được trang trí bằng những cái viên gạch như thế này ha anh chị ha. Đó, làm những cái mảng gạch đó rất là dễ thương. Hai bên thì trồng hai cái bồng cây rồi đó. Mẫu nhà thì được thiết kế trắng tinh khôi luôn nha anh chị. Khi vào nhà thì cái phần nền nhà được làm cao hơn so với phần sân khoảng 2 tấc nữa rồi nha anh chị. Cửa thì dùng hệ cửa kính cường lực 4 cánh luôn, và đây không gian phòng khách của căn nhà đây cực kỳ thoáng và rộng rãi luôn. Hai bên thì được chia thành hai cái vách nha anh chị ha. Đó, trên trần lao phong thạch cao, có đèn chùm đầy đủ cho mình, rồi cái khoảng không gian phòng khách này cực kỳ rộng và thoáng luôn anh chị, cực kỳ rộng luôn á, tại nhà xây dài cho nên là cái phòng của mình nó thoáng. Rồi tiếp theo thì cầu thang lan can tay vịn kính cường lực đá hoa cương trắng đen, bên đây thì cũng làm những cái vách hệ tủ này kia cho mình rồi, những cái vách gỗ nha anh chị, đó rất là đẹp và ấm áp luôn. Rồi bên đây thì không gian bếp, tủ bếp dưới, tủ bếp trên đang trong quá trình hoàn thiện nha, sẽ có tủ bếp dưới, tủ bếp trên đầy đủ cho mình hết nha anh chị. Trên thì đèn chùm này kia đồ đó, không gian này mình để bộ bàn ăn 6 ghế hoặc 4 ghế đều được nha anh chị ha. Ở bên dưới tầng trệt thì không thể thiếu rồi, cũng dùng hệ cửa gỗ cho mình luôn. Rồi phía sau đây thì mình có một cái khoảng sân đó anh chị, một cái khoảng sân phía sau đó, gạch ốp lát chống trơn trượt, gạch chăn tường đầy đủ cho mình rồi ha. Rồi có luôn nhà vệ sinh phía sau đây, nhà vệ sinh bồn cầu nguyên khối rồi, hoa sen gương đầy đủ cho mình đó. Rồi bây giờ cô chú anh chị cùng Thành Vũ lên lầu để khám phá những không gian tiếp theo nha. Đây anh chị, nhìn từ phía sau ra phía trước đây một lần nữa nha anh chị. Đó, nhìn không gian nhà mình sống rất là ấm cúng luôn. Đối diện thì có nhà dân này kia đồ rất là đông, cho nên là cô chú anh chị không phải lo lắng, không phải sợ là khu vắng vẻ đâu nha. Gần đường Đinh Đức Thiện nè, gần chợ Bình Chánh đi về quận Bình Tân, Tân Bình thì cực kỳ gần luôn anh chị. Gần các tiện ích luôn như Sang Hà, Bách Hóa Xanh, Thế Giới Động, có đầy đủ cho cô chú anh chị luôn. Đó. Rồi, giờ cô chú anh chị cùng Thành Vũ lên lầu ha. Bên trên này á thì mình sẽ có một cái không gian sinh hoạt chung nha anh chị. Đây, một không gian sinh hoạt chung đó, mình để phòng thờ cũng được hoặc phòng sinh vật chung cũng được ha. Trên trần lao phong thạch cao, phía sau á thì mình cũng có một cái phòng ngủ nữa nha anh chị. Đây, một phòng ngủ phía sau đó, phòng ngủ này á có nhà vệ sinh bên trong cho anh chị luôn. Đây, đầy đủ công năng hết, bồn cầu nè, rồi hoa sen, lavabo đầy đủ cho mình luôn đó, và hoa sen nóng lạnh luôn nha anh chị ha. Có cửa sổ luôn, nhà dân thì cũng san sát phía sau luôn nha anh chị. Đây, cô chú anh chị cùng nhìn, cùng Thành Vũ nhìn ra phía sau nha, nhà dân cũng san sát luôn nha anh chị ha. Rồi đây, còn phòng ngoài cũng có nhà vệ sinh luôn. Vậy là nhà mình là 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh nha. Đó, phía trước này thì mình cũng có một cái ban công dùng hệ cửa kính cường lực 4 cánh nha anh chị. Đây, đối diện đây, nhà cửa san sát với nhau anh chị. Đó, khu dân cư đông đúc nha cô chú anh chị yên tâm. Rồi ở trên đây thì mát nha anh chị, ở đây cực kỳ mát luôn, gió mát nha. Rồi bây giờ cô chú anh chị cùng Thành Vũ tổng hợp thông tin và báo giá căn nhà này nha anh chị ơi. Một căn nhà với diện tích ngang 5m và dài là 25m nha cô chú anh chị, có sân đậu ô tô nè, rồi có phòng ngủ dưới đất nè ha. Ở trên đó là hai phòng ngủ, mà hai phòng ngủ có hai nhà vệ sinh riêng biệt, rồi có luôn là cái chỗ thờ, cái sinh hoạt chung đó.
Nhà thì đường ô tô ra vô thoải mái và gần với trục đường Đinh Đức Thiện, hàng xóm thì đông đúc nha anh chị ha. Với cái giá của căn nhà là 2.550.000.000, giá trên là còn thương lượng nha anh chị, thương lượng mạnh mẽ và trực tiếp chính chủ luôn. Cô chú anh chị nào quan tâm thì nhớ alo cho Thành Vũ nha. Nếu cô chú anh chị mà thiếu tài chính khoảng vài trăm triệu thì alo cho Thành Vũ nha. Đó, sẽ có vay này kia đồ hết nha anh chị ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. À, anh chị nhớ bấm like ủng hộ Thành Vũ nha anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp nha.